đang diễn ra hội chợ thương mại huyện Hải Hậu năm 2023 nhé. Giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng dạo quanh một vòng hội chợ triển lãm thương mại huyện Hải Hậu để xem ở đây có những cái gì nhé, mọi người. Còn lấy thêm áo nè bà này, áo của bà với bộ của bà trong này nè bà này, bộ này bộ đẹp lắm mà bà này, áo dài, áo dài cách chân. Thank you.
Đi buổi chiều sẽ đông hơn. Sáng mà. Chơi cho tun. Cái gì ba chín nghìn? Thích chọn nào chọn. Thế lại hay, biết giá luôn.
39.000 cái chọn nào chọn. Rất thích mua kiểu này. Đây con này. Đây con này vật con này đang chơi nào. Đông lắm. Đây con đông đấy. Thấy đấy. Gái mua đồ nó ăn kìa. Nhìn kỹ nha, mỗi người chỉ được nhìn ngắm nha. Nhìn kỹ nha. Đúng 39 rồi. Này bán thế nào em? Đồng giá 25 một lạng ạ. Cho anh này là gì đây ạ? Cho anh ít này. Cho chung với nhau được kìa. Đồng giá mà. Cho anh nạng này với nạng cái này là gì đấy? Này là đây, mỗi thứ nạng, à, hai thứ hai nạng đi. Bốn nặng được à? Thôi được. Anh Ngọc anh mượn mà. Này thôi, không có mấy thứ. Tưởng rộng lắm cơ nhưng không nhiều lắm. Thôi, về thôi, kết thúc rồi.